Xin chào tất cả các bạn. Hiện giờ hai anh em của tôi đang đây. Anh Tây Phạm chuyên xe cấp ở khu vực Quảng Ngãi là em trai của mình, còn mình ở Sài Gòn. Hiện giờ hai anh em đang đi lên cửa khẩu khu vực Tân Hưng ở Long An. Thì chưa lên nhưng mà thấy đa số là như là 10 chiếc xe máy, nó đi hết 8 chiếc Ri 125 mới. Ghê thiệt. Mà lấy đi cài á nha. Ở dưới đồng bằng của mình, dưới Sài Gòn, ở dưới thành phố là con đó coi như là mình mua để mình đi chơi, mua dấu, mua khoe. Còn như đây mua đi cài. Giá đâu có rẻ đâu các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lặng lặng thôi, có ai gần tới rồi. Còn khoảng 4 cây số nữa nó mới tới cửa khẩu nha. Bây giờ trên đường đi có gì hay mình sẽ quay cho các bạn coi. Đấy, gần tới thôi chứ chưa tới nha các bạn. Đây là vùng giáp ranh cửa khẩu. Thì hai anh em chúng tôi sẽ đi qua cửa khẩu. Nhưng mà khi đi qua bên kia thì vì bí mật, tại vì hai anh em không phải đi vì xe mà đi vì gì? Vì lý tưởng cho nên không có quay được, chỉ quay những cái gì liên quan tới xe cộ thôi nha, tại vì chủ đề của mình là xe mà, phải không các bạn? Còn khi nào qua bên kia có chủ đề khác mình sẽ quay chủ đề khác. Đi qua quýnh bè, ví dụ như là qua quýnh bài rồi gái rồi ăn nhậu rồi bia ôm chẳng hạn, không lẽ quay chết sao, phải không? Mình là kinh xe mà, mình chỉ xe thôi nha. Đây coi, đây một thanh niên nó chạy chiếc xe vừa qua nha. Ồ, đó. Quay cho 10 đó các bạn. Để coi có rim thái không nha. Và hai anh em đã tới khu vực biên giới của Campuchia nha. Như vậy là hai anh em của chúng tôi đang ở giáp ranh Cam. Các bạn thấy bên kia nó có một cái con sông. Thì ở bên kia là Cam nha, bên kia là Cam, còn bên đây là Việt Nam. Đó. Vậy vậy là muốn Campuchia là chỉ cần cởi cái áo thôi, bằng cái quần là tới Cam liền nha. Alo.